Thiền Đông Độ. Câu hỏi của Thượng tọa Sắc Tứ. Hỏi: Kính thưa Thầy, Thiền Đông Độ có phải là của Phật giáo hay không? Đáp: Thiền Đông Độ không phải là của Phật giáo, mà là của Lão giáo Trung Hoa, Tiên đạo, tư tưởng Lão Trang Trung Hoa phát triển, có những điểm tương đồng với tư tưởng kinh sách phát triển Đại Thừa giáo, Ấn Độ giáo. Vì thế sau này Phật giáo Đại Thừa đồng hóa tư tưởng Lão giáo, lấy tên là Phật giáo Tối Thượng Thừa, hay còn gọi là Thiền Tông. Chủ trương của Thiền Tông là kết hợp Lão giáo và Đại Thừa, nên thường gọi là Thiền giáo đồng hành. Phật giáo Đại Thừa là Phật giáo Bắc truyền thuộc Bà La Môn giáo và Ấn Độ giáo kết hợp và phát triển theo tưởng giải tạo ra. Cho nên, những tư tưởng trong kinh sách Đại Thừa là tư tưởng của hai giáo phái này. Tư tưởng của hai giáo phái này mang tính chất trừu tượng, mơ hồ, ảo giác và đầy dẫy sự mê tín, vân vân. Lấy thế giới siêu hình làm nơi an trú cuối cùng. Niên lịch Phật giáo. Câu hỏi của Thượng tọa Sắc Tứ. Hỏi: Kính thưa Thầy, Phật lịch 2546 năm và 2626 năm, vậy niên lịch nào là đúng và niên lịch nào sai? Xin Thầy dạy cho chúng con biết. Đáp: Hiện giờ tín đồ Phật giáo trong nước cũng như ở khắp thế giới đều không biết rõ ngày tháng năm sanh của Đức Phật, vì lịch sử của Đức Phật không có ghi chép cụ thể. Hiện giờ tín đồ Phật giáo đều dùng Phật lịch 2546 năm theo hệ Nam Tông, chứ ít ai dùng 2626 năm theo hệ Bắc Tông. Niên lịch Phật giáo Bắc Tông không đáng cho tín đồ Phật giáo tin tưởng, vì thế mà không dùng niên lịch Bắc truyền. Mặc dù lịch sử chưa chứng minh được Phật lịch năm nào đúng sai là vì không có sử liệu ghi chép lại chính xác, cho nên năm 2546 và năm 2626 đều không đúng. Nhưng hiện giờ chúng ta dựa vào những cuộc họp Phật giáo thế giới chấp nhận lấy năm 2546 làm niên lịch Phật giáo. Bây giờ phần đông tín đồ Phật giáo quen dùng niên lịch Phật giáo năm 2546 năm là đúng hơn 2626 năm. Phật giáo Đại Thừa. Câu hỏi của Thượng tọa Sắc Tứ. Hỏi: Kính thưa Thầy, Phật giáo Đại Thừa có phải là Phật giáo chánh thống không? Đáp: Phật giáo Đại Thừa không phải là Phật giáo chánh thống, mà là Phật giáo theo kiểu kiến giải giáo pháp của Bà La Môn. Hay nói cách khác, Phật giáo Đại Thừa là đạo Bà La Môn, lấy tên là Phật giáo Đại Thừa để lừa đảo tín đồ Phật giáo. Cho nên, nghĩa lý toàn bộ kinh sách Đại Thừa là giáo pháp của Bà La Môn chính gốc.